liệu khi chúng ta dùng các chất liệu bạc như là giò hay đầu bạc sao chổi bạc có thực sự hiệu quả hơn là dùng những cái dụng cụ mà đầu y lốc thông thường không thì chúng ta sẽ cùng nhau đi giải đáp những cái câu hỏi này trong video này nhé và trước tiên xin giới thiệu mình là hội vũ giảng viên diện trần bùi quốc châu và những cái dụng cụ sử dụng này là mình sẽ giới thiệu về các dụng cụ uh, diện trần chính hãng của thời bùi quốc châu và trước khi đi vào phần nội dung chính mọi người hãy dành ra một chút thời gian để bấm vào nút theo dõi kênh bấm vào nút thông báo để khi mình ra những video mới nhất thì mọi người sẽ được xem đầu tiên nhé. Nào, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu đi vào phần nội dung chính nhá. À, như mọi người đã biết thì thông thường chúng ta sẽ sử dụng những cái đầu dò uh, inox như này để chúng ta dò khắp mặt, để chúng ta tìm sinh huyệt, tìm điểm đau. Chúng ta có thể dò huyệt hoặc là dùng để gạch khắp mặt trong trường hợp cấp cứu ngất xỉu hoặc là gạch tại cái vị trí nó đang đau để giảm đau, đúng không ạ? thì điều này mọi người đều đã biết và cây này là cây dò dây, à, cây thông thường trong điện trần. Tuy nhiên, đối với những loại dụng cụ dò dai hoặc là những loại mà có giò hai đầu thì khi về thì bên mình có bọc bạc như thế này. Bọc bạc hai đầu, đây là bạc 999, bạc nguyên chất, bọc bạc hai đầu và có cây sao chổi bọc bạc này đều là những dụng cụ diện trần trinh hãng và bên mình về bọc bạc. Thế thì đầu tiên mình sẽ xem cái cách sử dụng của cái giò hai đầu bọc bạc như nào nhé. Thì cái đầu giò thứ nhất này thông thường mình cũng dùng để mình giò, để mình tìm sinh huyệt, mình Uh, dây ấn ví dụ mình cũng vẫn cầm nó như cầm bút mình tì lên mặt da sau đó uh, mình sẽ cầm cây uh, giò này như là cầm bút các bạn nhé uh, mình sẽ đặt lên mặt da tì ngón út và ngón áp út lên mặt da tay trái của mình có thể đỡ lấy cầm của bệnh nhân hoặc của khách hàng của mình sau đó mình gạch miết một đường dài khoảng 2 đến 3 cm lên mặt da hơi miết xuống mặt da và tìm thấy điểm đau, điểm tê, điểm buốt hoặc điểm cụm cứng thì mình sẽ dùng để mình có thể ấn giữ tại đây 30 tiếng đếm hoặc các bạn có thể ấn nhúng 1, 2, 3 mà không nhấc ra khỏi mặt da hoặc là ấn nhanh một cái hoặc là chúng ta có thể dùng chúng ta dây nhẹ nhẹ như thế này đó là bốn cái cách chúng ta dây ấn chúng ta ấn huyệt hoặc chúng ta dây đúng không khi đó mình sẽ tìm khắp mặt và chúng ta dây ấn như vậy hoặc chúng ta tìm tại cái điểm đau khắp thân người đó thì cái cách sử dụng tìm huyệt và dây ấn nó không khác gì do so với cái đầu thông thường này tuy nhiên cái lợi thế ấy, khi mà dùng bạc là gì là nếu chúng ta bị cảm nếu chúng ta bị lạnh người đúng không nào thì chúng ta dùng dây bằng cái đầu bạc này thì nó hiệu quả hơn nhiều tại vì cái bạc này từ ngàn xưa đã được sử dụng là gì ạ là cái chất gọi là đánh cảm cạo gió trong dân gian hay dùng cạo gió bạc hoặc là thử những cái độc đúng không ạ thì nếu mà xuất hiện những cái khí độc ví dụ hydrogen h 2 s hoặc là lưu huỳnh thì nó khi nó phản ứng với bạc thì nó sẽ để lại cái vết đen trên mặt da. Còn nếu mà kể những cái chất đấy nó không tích tụ trên da thì khi chúng ta ấn chúng ta gạch nó sẽ không tạo ra vết đen đúng nào. Đấy. Thế thì tại sao những cái khí độc nó lại có trên mặt da? Những khí độc đó xuất hiện khi nào? Khi trong môi trường khí hậu thời tiết ô nhiễm là nó sẽ có trong cái trong cái không khí xung quanh này và nhất là đối với những người mà diện những người bị bị cảm, những người bị ốm ấy, thì lúc đó cái sức đề kháng của cơ thể nó xuống thấp. Thì lúc này là lúc tạo điều kiện cơ hội cho những khí đấy xâm nhập vào trong cơ thể mình nhiều hơn. Và khi cơ thể mình yếu thì nó cũng sản sinh ra những chất đó. Cho nên là khi chúng ta dây những cái đầu bạc này lên này thì nó sẽ tạo ra vết đen. Thì cái tác dụng, hai cái tác dụng lớn nhất khi chúng ta dùng cái bạc này thứ nhất là gì ạ? Nó đánh cảm cạo gió. Thứ hai khi chúng ta gạch chúng ta ấn huyệt thì nó sẽ làm ấm người, làm tăng huyết áp rất là nhanh đấy là hai cái lợi thế lớn nhất khi chúng ta dùng cây giò bạc này so với cái đầu inox đúng không ạ đấy là cái rất hay đánh cảm cạo gió và đồng thời làm ấm người rất là nhanh rồi đồng thời là nó giải độc khi chúng ta tác động đây thì nó ra màu đen ý, thì thì chứng tỏ là nó phản ứng và nó tạo ra cái vết đen này để chúng ta giải độc cho cơ thể đúng không ạ thì cái giò hai đầu bạc này nó có hai đầu đầu nhỏ để chúng ta gạch dây ấn huyệt như cây giò thông thường còn cái đầu cái, cái đầu to này để chúng ta có thể gì ạ, chúng ta có thể đánh cả trên một vùng, Đấy. đánh cả trên một vùng khắp mặt như này, để nó đánh gió giải cảm, giải độc nó được nhanh hơn, các bạn nhé. Chúng ta trà khắp mặt như này khoảng 50 phút, nếu nó ra vết đen ấy, thì chúng ta sẽ lấy cái giấy ăn, ấy. Đấy. lấy giấy ăn như này, giấy ăn khô nhá, để chúng ta lau hết đi. Đấy là chúng ta đã giải độc rồi. Hoặc là khi mọi người dùng mỹ phẩm ấy, mà nó có chất trì, ấy. Đấy. chất kim loại thì khi mình đánh lâu ngày nó sẽ tích tụ trên da để lâu như thế không tốt và cái hệ quả của những người mà để cái khí độc nó xâm nhập nhiều ấy, hoặc cái trì độc hại trên da nhiều ấy, không tẩy độc cho da lâu ngày nó sẽ dinh gân nhức đầu này đau đầu này mất ngủ triền miên hoặc đau nhức tại bộ phận nào đó của cơ thể triền miên mọi người nhá sinh ra nhiều bệnh mãn tính đau nhức mỏi kinh liên rồi mất ngủ mãn tính nhiều bệnh mãn tính nhá mọi người nhá rồi khi ở chúng ta đánh cái bạc này không những là chúng ta đánh ở khắp trên mặt mà chúng ta đánh ở khắp diện khắp cái vùng cổ vai gáy nhá khắp cổ vai gáy khắp trên thân người rồi tay chân lòng bàn tay lòng bàn chân rồi tại chỗ đau nhức có nghĩa là chúng ta có thể đánh được toàn thân chứ không cứ là đánh trên mặt mọi người nhá Đấy, chúng ta đánh khắp khoảng 50 phút tại vị trí nếu ra vết đen lấy cái lấy cái giấy ăn để lau đi còn nếu mà ở cái vị trí nào lạnh quá ví dụ lòng bàn tay lòng bàn chân lạnh quá nhá mọi người nhá thì mọi người thực có thể bôi một chút cao cúc vàng này vào Đấy, chấm thêm một chút cao cúc vàng tuy nhiên trên mặt chúng ta hạn chế nhá tại vì chấm cao cúc vàng này trên mặt mọi người sẽ bị cay bị nóng quá à, vùng mắt vùng miệng này nó cay nóng quá không nên không nên dùng trừ khi mọi người lạnh quá thôi còn nếu mà ở trên lòng bàn tay lòng bàn chân mọi người hay bị lạnh tay lạnh chân lạnh tay lạnh chân nó dẫn đến là gì ạ mọi người rất là khó ngủ rất khó vào giấc ngủ và hay bị mất ngủ thì chúng ta bôi thêm một chút cao cúc vàng này à, sau đó chúng ta trà chúng ta trà lên lòng này trà lên lòng bàn tay lòng bàn chân nhá trà lên lòng bàn tay lòng bàn chân thì khi đó thì gì khi đó nó làm ấm lòng bàn tay ấm lòng bàn chân rất là nhanh mọi người nhé làm ấm rất là nhanh à, chúng ta cứ trà như này à, thì có người da đen có người da đỏ tùy nếu nó da đen thì mình lấy dễ ăn mình lau đi da đỏ nó cũng tốt nó làm cho uh, ấm rất là nhanh thì một ngày chúng ta làm bao nhiêu lần này? Một ngày các bạn có thể làm từ 1 đến 2 lần nhá, đều được. Và mỗi lần như thế tùy vào cái vùng bộ phận chúng ta đánh ấy mà lâu hay là nhanh, nhanh, ít nhất khoảng 10 phút, có người thì phải trả đến khoảng 20 30 phút nhá. Mỗi ngày làm một lần như thế hoặc hai lần như thế thì các bạn có người đánh phải đến 7 ngày nó mới hết đen. Đấy. hoặc có người chỉ cần đánh ngày thứ nhất, ngày thứ hai là đã ấm dần, ấm dần, ấm dần, dần 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 ngủ ngon hoặc là đang đau nhức mình lôi ra mình đánh thì nó giảm đau cũng cực kỳ là hiệu quả mọi người nhé đấy như vậy mình đã trình bày với các bạn thứ nhất là đây là cây giò hai đầu bọc bạc diện trần chính hãng này bên hội vũ mang về và bọc bạc bạc nguyên chất và hai đầu này một đầu nhỏ một đầu to đầu thứ nhất này đầu nhỏ này chúng ta dùng để gạch mặt này gạch những cái bộ phận đang bị đau giống như cây giò dây thông thường đấy. ngoài ra nó còn có tác dụng là nếu mà chúng ta gạch mà người ấy đang bị cảm thì nó sẽ làm ấm nhanh và đồng thời thêm tính năng là giải độc nữa cái đầu to này chuyên để đánh gió đánh nó rất là nhanh đánh khắp mặt đánh cổ gáy đánh toàn thân đánh tại cái bộ phận nó đang đau nếu ra vết đen thì chúng ta lấy cái khăn uh, cái cái giấy ăn bằng giấy này chúng ta lau nó đi ngoài cái tính năng đó chúng ta còn có tác dụng là gì ạ à, uh, chúng ta có thể là dùng nó giống như cái sao chổi để chúng ta gạch sáu vùng phản chiếu hệ bạch huyết mọi người nhá ví dụ đây mình sẽ hướng dẫn các bạn gạch sáu vùng phản chiếu hệ bạch huyết để tăng cái sức đề kháng mọi người nhá thì chúng ta sẽ gạch gì gạch như cái thông thường thôi thì gạch này nó rất là êm ái và nhất là những người bị huyết áp thấp, những người bị sợ lạnh nhá, hoặc là em bé, à, những người già thì gạch bằng cái đầu này đau quá đúng không nào? Thì hoặc đầu một lại đau quá thì chúng ta dùng cái đầu trơn này chúng ta gạch. 30 tình đếm vùng hốc đầu mắt. Đấy, đây cũng 30 tình đếm. Gạch sáu vùng để tăng sức đề kháng. Đấy, rồi chúng ta gạch ở cái vùng này là vùng sống mũi, 30 tình đếm, được chưa? Rồi vùng này là vùng chân cánh mũi 30 tình đếm Chân cánh mũi 30 tình đếm Tiếp theo vùng gạch vùng này là vùng pháp lệnh này vùng thứ ba này Đấy, Vùng pháp lệnh này à, Vùng thứ tư chứ vùng pháp lệnh này Đấy, Vùng thứ nhất là hốc đỏ mắt Vùng thứ hai là sống mũi Vùng thứ ba là chân cánh mũi Vùng thứ tư là gì ạ? Dạ, đường pháp lệnh Vùng thứ năm là ụ cằm Gạch cái này nó cực kỳ là êm ái và dễ chịu Giúp cho an thần tăng sức đề kháng à, Giảm đau cũng rất là tốt rồi chúng ta gạch bổ xung quanh tai. Cực kỳ này em ai. Được chưa? Đấy, giờ bên này như thế này. Gạch bổ xung quanh tai. Được chưa? bổ xung quanh tai. Đấy. Thế là gạch sáu vùng một ngày chúng ta làm khoảng một đến ba lần. Nếu đang có bệnh thì gạch ngày ba lần. Tăng sức để gắng ngày một lần. Nhưng không lên gạch nhiều quá nó sẽ làm cho bị nóng người. Đúng chưa nào? Đấy. Đấy. Gạch xong cảm thấy tỉnh táo, khỏe khoắn. Cứ lúc nào chúng ta mệt chúng ta gạch đã. Như vậy với một cây cây giò huyệt hai đầu này có bọc bạc vào thì đương nhiên hiệu quả nó sẽ cao hơn rất là nhiều và chúng ta sẽ làm được rất là nhiều thứ đúng không ạ? Ngoài cái giò hai đầu bọc bạc này bên mình còn có đây là cây sao chổi. À, như vừa nãy mọi người thấy là bạc nó có tính năng là làm ấm, làm nóng đúng không? Ạ? Giải độc, giải hàn hiệu quả. Tuy nhiên ấy là gì? Ạ? Có lúc tôi nóng à, à, nhưng mà có lúc tôi sốt. Thế thì nếu mà bạc này dùng mãi cái đầu bạc này á, mà mình biết là đầu bạc nó làm nóng làm ấm rồi thì mình không thể dùng một cái đầu này nữa mà lúc mình nhiệt, lúc mình sốt, mình cao huyết áp ấy, thì mình có cái đầu này như vậy một cái dụng cụ này nó có hai đồ âm dương để mình kết hợp đúng không nào à, ví dụ cái đầu giò hai hai giò đứng nhỏ này thì có cái đầu này để giò huyệt rồi đúng không nào cái đầu này dùng để đánh cảm bây giờ mình thêm kết hợp thêm cái sao chổi này nữa là có đầu âm đầu dương đấy, mình có hai dụng cụ này mang đi khắp nơi là ok đấy bây giờ nhá nếu đang sốt đúng không À, hoặc là đang nóng nhiệt đang huyết áp cao đúng không thì mình dùng cái đầu ba chia này mình gặp khắp mặt từ trên xuống dưới để hạ sốt để hạ huyết áp tại vì đó, cái đầu ba này đầu âm mà rồi gạch khắp mặt hoặc là gạch toàn thân tại vị trí nó đang đau ngoài ra chúng ta gạch sáu vùng bằng đầu ba chia này để hạ sốt hạ huyết áp gạch một chiều từ trên xuống bằng đầu ba chia Đấy. vừa nãy là mình dùng cái đầu này của cái giò hai đầu rồi Đấy, dành cho những người uh, huyết áp thấp những người sợ lạnh những người đang cảm cúm còn bây giờ là những người mà đang huyết áp cao đúng không? Đang huyết áp cao, đang sốt, đang nhiệt thì mình dùng đầu ba chia này mình gạch. Thế hỏi rằng những cái người đó thì có thể dùng đầu một hay không? À, trả lời là lúc mà hết sốt này, hết nhiệt hoặc lúc mà huyết áp mà nó không cao nữa thì mình có thể gạch được đúng không nào? Nhưng mà những cái người mà huyết áp cao phải để ý khi gạch đầu này nhá, gạch nhẹ nhàng theo dõi thôi. Và nếu gạch trên chân tay toàn thân thì được nhưng gạch trên mặt là chúng ta phải cẩn thận gạch ít thôi nha để đề phòng huyết áp cao. Đấy, chúng ta dùng đầu ba chia này chúng ta gạch gạch uh, theo 6 vùng Đấy. thế thì cái khác biệt giữa cái giò hai đầu và cái sao chổi là gì là sao chổi này nó có cái đầu ba chia đầu thêm cái đầu âm này nữa để nó cân bằng âm dương để đề phòng những cái lúc mà mình bị sốt bị phép áp cao Để chưa nào Đấy. chúng ta gạch bốn xung quanh này bốn xung quanh rồi như vậy qua cái những cái dụng cụ này mình thấy là À, tóm tắt lại là cái tính năng của nó là gì đối với giò hai đầu bọc bạc này dùng để gạch mặt gạch toàn thân rồi dây ấn huyệt như cây giò thông thường tuy nhiên cái tác dụng của nó gấp nhiều lần do nó có bạc thêm cái tính năng là giải cảm giải độc giải hàn làm ấm người đúng không nào rồi cái đầu to này của giò hai đầu bọc bạc và sao chổi bọc bạc này đều là để đánh gió giải cảm giải độc những cái tích tụ những cái khí xấu ở trên da đúng chưa nào ngoài ra cái sao chổi nó có cái đầu ba này là đầu âm để cân bằng âm dương để hạ sốt hạ huyết áp hai cái dụng cụ này thôi cứ bỏ trong túi là đã là hành trang bảo vệ sức khỏe của mình đi khắp muôn nơi rồi để mua được những cái dụng cụ diện trần chính hãng này có cái khắc chữ vinamassa diện trần com và cái số điện thoại này thì các bạn hãy liên hệ tới hội vũ shop là một cái đại lý phân phối hàng chính hãng của thầy bùi quế châu nhé bên mình sẽ gửi về tận nơi cho các bạn và những cái hàng này là hàng đảm bảo chính hãng cho nên nó sẽ đạt được hiệu quả cao nhất nếu các bạn làm trong quá trình sử dụng có kinh nghiệm gì thì các bạn hãy để lại trong phần comment chúng ta cùng nhau trao đổi cùng nhau học hỏi nhé à, hẹn gặp lại các bạn vào video tiếp theo xin chào và hẹn gặp lại